quý vị nào mà ghi danh vô trong cái tông cục giáo hợp này để tập võ, Lưu Bình Xanh hứa rằng sẽ truyền lại cái bài đó cho quý vị tập để dưỡng sinh. Không cần phải dòng cương tuyến, quý vị tập không thôi cũng dưỡng sinh được như thường. Còn nếu tập được dòng cương tuyến thì quá hay. Dạ. Bây giờ học trò rồi sẽ tới bên ông thầy. Quý vị đừng có nói Lưu Bình Xanh show off nha, tội lắm nha. Tại vì bữa nay với cái thiện chỉ mới làm vui quý vị thôi nha. Chứ lâu lâu quý vị Lưu Bình Xanh mới biểu diễn một lần nha. Tay chân lúc này nó cũng lớn tuổi, mấy em nó qua mặt hết rồi, mình không còn bao nhiêu mà thôi kệ, cũng ráng làm vui quý vị. Lý do phải trải khăn là bởi vì sợ nó chặt, khi mình chặt cái dừa đó là nó sẽ chảy nước. Lưu Bình Xanh sẽ biểu diễn thiết sa chưởng đánh bể trái dừa khô thưa quý vị nha. Một lần nữa, trước khi Lưu Bình Xanh biên cái microphone này thì quý vị có một lần nữa, nếu lỡ lên đánh không bể thì cứ coi như bữa nay là phước chưa đủ. Phước chưa đủ đâu quý vị nha. À, xin phép đi được cởi cái áo này ra. Chị đừng làm Lý Quỳnh Xanh sợ nha. Thật là hồi hộp, phải không thưa Thủ tướng và quý vị trong phái đoàn của Thủ tướng? Nào, bây giờ bác sĩ Lý Quỳnh Xanh ra tay. Chị nói ra tay, nó lẹ quá, Lý Quỳnh Xanh giật mình. Không dám sẽ cho tôi tích cái nào, coi cái bỏ tóc. Anh cảm giác nữa là ướt bây giờ đó. Để cái chủ đề cứ xíu, nếu mà nó về thì tôi sẽ uống cái gì này. Bàn tay bác sĩ thật là hư sinh mà đòi bổ cho dừa, thì chúng ta thử xem coi kết quả ra sao. Cái trái dừa khô này mua ở ngoài chợ, nó có đực có cái lộn xộn ở trong này. Nhưng mà mình lựa nhận trái đực á, chặt tới mai chưa bể, cho nên phải lựa cái trái cái chặt nó dễ hơn. Để kính chúc bác sĩ may mắn gặp được trái cái. Nói thế chứ đã là bậc thầy thì cái đực gì thì cũng vỡ tan tành ra ngay bây giờ. Nó có những cái lũng cũng lãng cản mà cũng trình bày quý vị luôn. Khi mình mua ở ngoài đó, nó có trái nặng, trái nhẹ, nó có trái nhiều nước, nhiều ít nước. Không nói dốc gì quý vị, một cái mánh nhỏ là nếu mà trái mà nó nặng quá mà nó nhiều nước, cái sức chống lại của nó mạnh hơn nhiều. Cho nên mình lựa trái nào nước vừa thôi, vừa cái nước của nó là tương đối là nó khá khá thôi, chứ nhiều quá có khi cái sức mà chống lại của nó rất là mạnh. Tuy là như vậy, nói vậy thôi chứ thật ra trái dừa là cũng bể cả. Hút nước ra rồi đập. Xin nhờ phu nhân yên chí nhé, đừng lo. Tính uống một cái nguyên hợp.
lại có thắng, lại có cái sự nghi ngờ đúng cái diện thật, cái diện giả, phải uống nước để mới tin. Cái điều cái gì, cái có nhiều cái trái nó rất là cứng, như cái trái này đó cũng khá cứng, dạ. Có nhiều cái trái nó cứng quá, chặt nó văng lung tung hết trơn. Với lại trái dừa nó tròn thôi, thưa quý vị. Thật ra khi mình chặt, có khi nó không ngay cái điểm mà mình muốn làm á, nó sẽ trở qua một bên, để dừa nó sẽ văng đi. Thành ra cái khó khăn đó là quý xanh dừa chặt dừa mà dừa sợ nó văng trúng quý vị, cho nên đó là cái khó khăn của nó chút xíu rồi đó thôi. Dạ thưa quý vị. Dạ kính thưa quý vị, phần biểu diễn của Lý Quỳnh Xanh coi như là hết. Dạ. Đây là nói riêng với lại thủ tướng. Quý vị nghe chung cho nên vui, thủ tướng biết tôi có một cái món nghề khác nữa, đó là nhức dương chỉ. Dạ. Đó là dùng ngón tay có thể, không phải đâm thủng với tượng thôi. Dạ. Dạ. Nhưng mà mình có thể công phá được những cái loại cạc tông dày. Dạ. Mình có thể thấy cái miếng cạc tông nó lên rồi mình gói thì mình phóng vô thì nó lủng cái cạc tông, cái ngón tay mình xuyên qua cái miếng giấy đó. Nhưng mà bữa nay không có đủ phước để biểu diễn, thủ tướng cho hẹn lại lần sau. Dạ thủ tướng thấy ông phải biểu diễn đó cho tôi coi mới được, thì tôi chưa thấy ai làm cái đó bao giờ. Thủ tướng cho phép để hẹn lại lần sau nha thủ tướng nha. Dạ. Dạ. Mời các em giáo đường ra, mời các em giáo sinh ra lại chào. Tiện đây quý vị cho Lý Quỳnh Xanh nói một hai lời bằng tiếng Anh để cảm ơn các vị phụ huynh ngoại quốc đã dẫn con em tới đây. Ladies and gentlemen, I'd like to say thank you very much for your guide, bring your student come here and share the ceremony with us today. And I really appreciate it. You know, long drive, but you do come here. And thank you very much. Okay, nghỉ. Nghỉ. Chào. Dạ, kính thưa quý vị, đây, Võ Đường, Thiếu Lâm Tự Do. Kính cảm ơn võ sư bác sĩ Lý Quỳnh Xanh rất nhiều. Và để có sự công bằng, thì lúc nãy Thủ tướng đã chụp ảnh chung với các em trong võ đường của Tổng cục Lý Hồng Thái. Thì bây giờ xin mời Thủ tướng lên chụp với các em ở võ đường bác sĩ Lý Quỳnh Xanh. Sau đó thì xin mời tất cả các em võ sĩ trong Tổng cục Võ học Việt Nam của hai võ đường, của Tổng cục trưởng Lý Hồng Thái và Tổng cục phó Lý Quỳnh Xanh lên chụp ảnh chung. Bây giờ xin chụp riêng một cái với võ đường của bác sĩ Lý Quỳnh Xanh đã. Xin mời phu nhân lên ạ. À. Thiên ân chứ, một mình bác sĩ thì làm sao được. Dạ. Tiện thể Lý Quỳnh Xanh cũng xin mời cô em gái tên là Mary, cô Mary lên chụp ảnh chung thủ tướng cho vui. Dạ, hai võ sĩ ở trong võ đường của bác sĩ Lý Quỳnh Xanh, một người là ái nữ và một người là ái và là một nam nhân của bác sĩ Lý Quỳnh Xanh, còn một cậu nữa là người Mexican, cho nên là bác sĩ Lý Quỳnh Xanh xin mời parent của cậu võ sinh đó lên chụp ảnh chung. Vậy thủ tướng của chúng ta đã có Tổng cục Võ học Việt Nam, lại có hai vị Tổng cục trưởng và Tổng cục phó tài ba như vậy, thì thủ tướng của chúng ta còn sợ gì nữa? Ngoài hai vị là võ sư nổi tiếng, còn có Trung tá Đức là ủy viên an ninh của chính phủ, luôn luôn cận kề thủ tướng trong mọi lúc thủ tướng tiếp xúc với mọi giới trong cộng đồng Việt Nam chúng ta. Thì xin mời tất cả các quý vị quan khách còn lại tới giờ phút chót này, thì xin lên trên này chụp chung với Thủ tướng và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời một cái ảnh. Xin mời anh Phong và anh Tiết nữa, xin anh Tiết, à dạ có đó rồi đó, anh Tiết hôm nay cũng rất vất vả.
Chí Minh. Lúc khó có nhau là huynh đệ Chí Minh, giúp đỡ lẫn nhau là huynh đệ Chí Minh. À la 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 la, huynh đệ Chí Minh là mình cùng chung đời lính, thương nhau khác chi nhân tình. Huynh đệ Chí Minh, anh cho ơi, từ nay trong gió xa gần, từ nay trên cánh mây trôi, có hồn anh trong cõi lòng tôi. Anh quốc ơi, miền quốc anh nhớ đến tôi. Trời phù đo đo mờ, anh đâu rồi?